cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Các bạn thân mến, đó là những lời thơ vô cùng quen thuộc được chị nhắc lại thêm một lần nữa từ thi phẩm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Và ngày hôm nay, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Chị sẽ xin được chia sẻ cùng với các bạn những thông tin liên quan tới nhà thơ Phạm Tiến Duật, cùng với đó là tác phẩm đã ghi dấu ấn ở trong lòng chúng ta với những cái trang viết vô cùng hào hùng, những trang viết thể hiện sự dí dỏm của những người lính trong thời điểm kháng chiến chống Mỹ lúc bấy giờ. Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Các bạn thân mến, suốt 16 năm đi không dầu, nấu không khói, soi đường lập trạm, mở tuyến về Nam, bộ đội Trường Sơn đã làm nên hào khí một thời. Và văn nghệ sĩ cũng đã trở thành những người lính đặc biệt trên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Họ được những người lính chiến đấu dọc con đường huyền thoại này đùm bọc, bảo vệ và tạo nguồn cảm hứng bất tận để viết nên những vần thơ. Những bài thơ ấy đã góp phần động viên, sốc dậy tinh thần và làm nức lòng nhân dân hai miền Nam Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ai đó đã nói Phạm Tiến Duật, thi sĩ của Trường Sơn, quả thực rất đúng. Bởi ông đã có 14 năm trong quân đội, trong đó có 8 năm ở Trường Sơn. Và Trường Sơn đã tạo nên thơ Phạm Tiến Duật. Phạm Tiến Duật cũng là người mang được nhiều nhất Trường Sơn vào thơ. Thơ của Phạm Tiến Duật đã lưu lại trong lịch sử văn học dấu mốc của thơ trữ tình Việt Nam trên hành trình đi tìm cái đẹp trên các sự kiện và biến cố, in đậm chất sử thi của một thế kỷ đầy biến động. Trong thơ của người nghệ sĩ này cất lên bên những hố bom còn khét mùi thuốc nổ, từ những con đường đầy tiếng bom như tiếng thú. Và có thể nói, thơ của người nghệ sĩ này gắn liền máu thịt với con đường Trường Sơn, phản ánh rất chi tiết, rất sống động, đầy cảm xúc và khái quát toàn bộ tinh thần của mặt trận, tinh thần của những con người đang quyết tử, quyết sinh với cuộc kháng chiến lúc bấy giờ. Chúng ta có thể thấy rằng trong chương trình ngữ văn lớp 9, các bạn có được học một bài thơ ra đời vào năm 1969. Bài thơ mang tựa đề là Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Và may mắn thay, bài thơ này trong chùm thơ của Phạm Tiến Duật đã được tặng giải nhất cuộc thi thơ ca của báo Văn Nghệ vào năm 1969 và được tác giả đưa vào tập thơ Vầng Trăng Quầng Lửa xuất bản năm 1970. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật bom rung kính vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng. Một cái sự thực đã được nhà thơ Phạm Tiến Duật đưa vào trong thơ của mình qua một góc nhìn cực kỳ đặc biệt. Một cái cách trả lời rất là ngang tàng cho câu hỏi rằng tại sao lại gọi là những chiếc xe không kính. Đó là vì sự phá hủy của chiến tranh. Thế nhưng sự phá hủy của chiến tranh ấy chỉ là cái nền để tôn vinh cho vẻ đẹp của những người lính lái xe trong thời điểm lúc bấy giờ. Họ không sợ hiểm nguy, họ không sợ gian khổ, họ quyết tâm đi đến miền Nam ruột thịt, miền Nam thân yêu để góp thêm cái trách nhiệm của mình, để góp thêm sức lực của mình giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ lúc bấy giờ. Có thể thấy rằng đây là một trong số những thi phẩm thể hiện rất rõ cho tiếng thơ đầy chất lính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Vừa cho chúng ta thấy được về một cái khoảng thời gian đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc, đồng thời cũng cho ta thấy được vẻ đẹp của những anh bộ đội lúc bấy giờ, của những người chiến sĩ, của những người lính trẻ lúc bấy giờ, mang trong mình niềm tự tin, sự lạc quan vào chiến thắng. Và chính những điều đó
Bên cạnh sự dũng cảm, bên cạnh sự lạc quan thì chúng ta còn thấy được ở đây là hình ảnh những người lính mang trong mình cái chất lính, sự hồn nhiên và dí dỏm. Tất cả những cái phẩm chất ấy đã đi vào trong thơ của Phạm Tiến Duật và ghi dấu ấn ở trong lòng bạn đọc. Hy vọng rằng với những phần thông tin chị vừa chia sẻ với các bạn ở phía trên thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm về tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính nhé. Hoặc nếu không thì chị hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe phần video của chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.